Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại tỉnh Long An. Đồng chí Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương tiếp và làm việc với đoàn khảo sát. Qua các thông tin số liệu được tỉnh đưa ra, đoàn công tác đã có những trao đổi xoay quanh các nội dung như quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, trách nhiệm của địa phương trong quá trình xây dựng, sử dụng hệ thống đường cao tốc qua địa bàn, những vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giải pháp phân cấp đầu tư quản lý các tuyến đường chân dân. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Long An và khẳng định những ý kiến xuất phát từ thực tiễn của địa phương sẽ góp phần giúp đoàn công tác bổ sung, đóng góp vào hai dự thảo luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối với một số nội dung còn lại, đoàn đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh tiếp tục bổ sung bằng văn bản thông qua đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để hoàn thiện các dự thảo luật.